Trong video này, kênh Kho Tư liệu Xây dựng xin kính giới thiệu quý vị một cái quá trình thi công có pha, cốt thép dầm sàn cầu thang của một cái sàn lầu 1 của nhà biệt thự đơn lập ở phường Phước Long B, quận 9. Khu này thì gần ngay vòng xoay Liên Phường, gần cái chung cư Skyline của anh. Thì sau khi thi công toàn bộ các góc pha dầm sàn thì cho ta tiến hành thi công quá trình gia công lắp đặt cốt thép. Đây, cốt thép dầm thì chúng ta sẽ bố trí những cái cây sắt phi 16, toàn bộ bàn sắt phi 16. Còn có dầm ngang và dầm dọc. Ta sẽ đi chi tiết một cái dầm ngang của phương trình, dầm dọc của phương trình. Thì tại cái vị trí gối thì chúng ta sẽ tiến hành tăng cường lớp thép ở bên trên, để tăng cường một cây sắt phi 16 ở giữa, ở bên trên, lớp thép bên trên. Còn ở dưới nhịp thì chúng ta tăng cường bên dưới, cây sắt phi 16 chạy dọc. Đây, cứ gối nhịp, gối thì bên trên, nhịp bên dưới. Đây, nhịp bên dưới. Tại vị trí cái dầm chính chúng ta sẽ dầm dọc ở giữa, sẽ bố trí dày hơn. Thì do sắt sàn chúng ta tiến hành gia công sắt sàn này nha, chúng ta đã có xem rồi sẽ quay cái đầu thép. Tại vị trí ở gối chúng ta sẽ bố trí 3 cây sắt phi 16 ở trên và 2 cây sắt tăng cường làm hai bên của lớp trên. Chúng ta tiến hành bẻ đầu toàn bộ sắt lớp trên. Đây là một cái nhịp, cái dầm dọc nằm giữa nhà. Hiện tại cái dầm dọc nằm bên tay trái mà nhìn vào ở trục A của công trình. Chúng ta cũng bố trí như vậy. Ở trên gối chúng ta tăng cường ở lớp trên, còn ở dưới bụng này chúng ta sẽ tăng cường lớp dưới. Dưới bụng chúng ta sẽ tiến hành tăng cường lớp dưới, gối chúng ta sẽ tiến hành tăng cường lớp trên. Lưu ý tại các vị trí giao nhau giữa dầm phụ và dầm chính thì chúng ta sẽ tiến hành gia công những cái cốt thép đai tại các vị trí giao với dầm phụ và dầm chính cho dày lên để tránh cái lực cắt cột bộ tại vị trí này. Chúng ta sẽ gia công nén cốt đai dày lên, sẽ tiến hành gia công đai dày lên. Nếu các bạn muốn làm theo cho nó chắc chắn hơn nữa thì chúng ta có thể bẻ ra về bò, nhưng cái này thì cũng rất là tốn công và cũng không có tốt hơn cái này bao nhiêu. Thì chúng ta tiến hành thi công dày có đai tại vị trí này là ok lắm rồi. Đây, tại các vị trí dầm phụ gác lên dầm chính chúng ta sẽ tiến hành thi công dày các lớp cốt đai. Sau khi hoàn thiện toàn bộ cái cốt thép dầm thì chúng ta sẽ tiến hành thi công cái cốt thép sàn trên. Thì muốn cho cái kích thước hình học của các khoảng cách giữa các làm việc giữa cốt thép sàn thì chúng ta nên búng mực. Chúng ta dùng một cái bún mực ở ngoài, chúng ta sẽ mua ngoài tiệm thì người ta sẽ bán cái loại bún mực và mực tàu. Chúng ta kéo dây là chúng ta búng lên trên cái mặt sàn, mặt sọc của mình này, để khi chúng ta thi công được thuận tiện và sau này lớp sắt bô lên sẽ nhìn rất là đẹp. Đây là các vị trí búng, chúng tôi tiến hành nó búng lên trên mặt sàn rất là thẳng. Thì khi chúng tôi gia công thì sắt sẽ rất là đẹp. Chiều nay chúng tôi sẽ tiến hành bô lớp cốt thép Hiện tại chúng tôi mới tiến hành rải hai lớp. Thì đối với những ôi sàn lớn như thế này thì thường các bạn sẽ dùng thường sắt mũ ở trên, sắt mũ D10 nằm ở trên, nhưng mà để cho tạo cảm giác yên tâm hơn với chủ nhà thôi, chứ thực tế nó cũng không có khác nhau nhiều. Thì chúng tôi sẽ đi hai lớp sắt D8 chạy suốt, thì bên nhà thầu sẽ tốn nhiều sắt hơn so với thi công cái thép mũ, sẽ tốn nhiều sắt và kinh phí nhiều hơn. Nhưng bù lại thì được cái thì chủ nhà sẽ rất yên tâm, cũng thuận lợi cho quá trình thi công sau này của mình nữa. Đây, thép đã rải lên. Thì đây là hai lớp sắt D8 dày 250, trên dưới chúng tôi làm điền nhau, đáng lẽ lớp dưới là A200, lớp trên là A150 là hợp lý, nhưng mà chúng tôi sẽ bố trí luôn hai lớp A150 thì sau này nhìn sắt nó sẽ đẹp hơn và nó cũng dày hơn, sẽ tốt hơn cho sàn. Tại các vị trí như là mấy cái sàn toilet thì chúng tôi sẽ tiến hành giật thẳng cốt khoa xuống 5 phân để sau này chúng ta sẽ đổ bê tông cái sàn toilet nó được có gờ thấp hơn bên ngoài, thì sau khi làm hoàn thiện sẽ rất là dễ. Đây là mép dầm theo phương ngang. Phương ngang thì chúng ta sẽ dùng toàn bộ bằng sắt thiên 16, sẽ 4 cây chính chạy dọc 4 phía, và tại các vị trí gối thì chúng ta sẽ tăng cường thêm 2 cây nằm trên lớp trên, và các vị trí nhịp chúng ta sẽ tăng cường 2 cây nằm dưới. Các bạn thấy đây là sắt thiên 16, chúng ta sẽ phải chi tiết một cái loại đây D16 CB3 và có ký hiệu của bông hoa mai. Đây là thép Việt Nhật. Sau khi hoàn thiện cái phần cốt thép thì chúng ta sẽ tiến hành kê chân chó, sẽ bẻ chân chó đi để cho nó đảm bảo cái khoảng cách giữa lớp trên lớp dưới, và chúng ta sẽ kê sàn của lớp dưới lên để đảm bảo lớp bê tông bảo vệ nằm bên dưới. Đây là chúng ta đang tiến hành thi công cái sắt cầu thang A150 hai lớp. Chúng tôi làm bằng sắt 12 luôn, thường là chúng ta chỉ làm bằng sắt 10 thôi thì nó đã tốt lắm rồi, thì đây chúng tôi làm luôn bằng sắt 12. Thì đây công trình này thì các bạn yên tâm về chất lượng rất là đảm bảo. Chiều nay sẽ bên đội điện nước sẽ tiến hành thi công các phần các ống chờ ở các ban công và những cái vị trí xuyên dầm của bên điện, các thông thọc đà. Sau khi chúng ta hoàn thành các công tác chuẩn bị để đổ bê tông thì chúng ta sẽ tiến hành quá trình đổ bê tông. Đây chúng ta sử dụng bê tông tươi, bê tông thương phẩm thì cộng sẵn cái nhà máy mát 250 được 12/2 và đá xanh 28 bình thường. Đây là cái lớp sắt sàn đã hoàn thiện khá là thẳng và đều. Chúng tôi sẽ dùng những cái đá granite 2 phân để chúng ta kê cái lớp sắt bên dưới để đảm bảo cái lớp bê tông bảo vệ để khỏi đụng với cái thành có pha, và dùng những cái chân chó bẻ bằng cái sắt 8. Đây là cái hình của cái chân chó. Đây là cái ngôn từ của chuyên ngành ở theo bên trường thường gọi là cái chân chó, thì nó đỡ cái lớp sắt dưới, nó đứng lên để cho nó cách cái lớp sắt dưới và lớp kênh để đảm bảo cái khoảng cao độ làm việc của hai lớp sắt. Đều. Anh em đang tiến hành làm mặt. Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn cái đầm dùi bằng đầm bàn. Chúng ta dùng đầm bàn này thì cái lực dùi nó sẽ mạnh hơn những cái đầm dùi chúng ta cầm tay, mini cầm tay đơn giản. Đổ bê tông tươi chúng ta cần một người cầm vòi, hai người cầm sẵn để vận chuyển những cái bê tông còn thừa, một người cầm dùi và chỉ cần một người làm mặt là đủ. Trong này chúng ta cần một người làm mặt của cầu thang nữa. Cầu thang chúng ta sẽ ưu tiên đổ trước để cho chúng nó đạt được khu để chúng ta dễ thi công, để làm mặt hơn. Bởi vì cầu thang là những bản thường xuyên chắc chờ cầu thang.